với chủ đề nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kỳ vọng của nhà tuyển dụng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2024 là diễn đàn kết nối đa chiều giữa các doanh nghiệp, tập thể sư phạm và sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Hoplit. Hội nghị doanh nghiệp lần thứ 2 năm 2024 có sự tham gia của 42 doanh nghiệp với nhiều hoạt động như thảo luận trao đổi đề xuất nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với sinh viên mới ra trường trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, cũng như mong muốn hợp tác cùng nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp. Hiện tại AI đang trong quá trình rất phát triển rất là lớn và nếu các bạn có những cái kỹ năng tốt, các bạn có những cái ngoại ngữ tốt, các bạn tận dụng được công nghệ về AI và các bạn có thể upgrade bản thân về những cái kiến thức cần thiết của nghiệp vụ của mình thì các bạn sẽ có thể bước qua một cái ngưỡng về biết là phát triển công nghệ nhưng bạn cùng đồng hành với nó thì các bạn không bị để lùi lại phía sau. Một trong những điểm nổi bật của hội nghị là sự tham gia của 38 đại biểu sinh viên tiêu biểu cùng tham gia trao đổi góc nhìn từ sinh viên với doanh nghiệp và nhà trường trong việc trang bị các kỹ năng công việc dưới tác động của AI. Đây là một cái sự thể hiện quan tâm sâu sắc từ phía nhà trường đến nhu cầu của bạn sinh viên, đặc biệt là nhu cầu về công việc sau khi mà các bạn tốt nghiệp ra trường, cũng như là cho các bạn có cơ hội được bày tỏ những cái nguyện vọng của mình đối với ban giám hiệu, các quý thầy cô của các khoa và đến với lại các quý doanh nghiệp để các bạn có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp của mình hơn. Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2025-2027 giữa Hoplit với 12 doanh nghiệp đã diễn ra. Trong đó, Hoplit đưa các doanh nghiệp chuyển giao công nghệ về phần mềm tích hợp AI cho sinh viên ngành quản trị nguồn nhân lực. Ngoài ra, trong năm học 2023-2024, Hoplit đã tiếp nhận 155 suất học bổng cùng sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học nước ngoài với tổng giá trị học bổng hơn 6,1 tỷ đồng.